tình hình dịch bệnh như hôm nay thì tôi cũng rất là lo lắng. Khi mà ra ngoài lúc nào cũng phải đeo khẩu trang. Trước khi về tới nhà hoặc là tới nơi làm việc thì đầu tiên là phải sát khuẩn tay chân. Từ lâu là mình đã mặc định, mình đã rất sợ nơi đông người. Cứ dịp lễ là mình cứ ở nhà thôi chứ mình không có ra ngoài. Ở nhà xem tivi hoặc là nấu ăn, rồi là liên tục cập nhật những thông tin Covid. Nhưng mà cũng lựa chọn thông tin và chọn những trang web chính thống để mình cập nhật những cái tin về Covid để tránh gây hoang mang trong cái thời buổi mà dịch Covid đang bùng phát trở lại như thế này. Với lại là mình đi đâu thì cũng hạn chế nơi đông người, với lại là nên luôn đeo khẩu trang và đeo khẩu trang đúng cách. Tình hình dịch cũng diễn biến rất phức tạp thì thấy cũng rất là lo lắng, nên khuyến cáo mọi người mà khi mà đi chơi hay là đi đâu không nên tập trung ở chỗ đông người. Nếu nên đeo, nếu mà đi đâu thì nên đeo khẩu trang hoặc là phải khai báo y tế. Thật ra thì trong dịp lễ này nghỉ được 4 ngày á, cho nên mình cũng đã đặt tour đi Phú Quốc rồi. 4 ngày cho nên đi chơi với gia đình bạn bè của mình. Nhưng mà cuối cùng thì thấy mọi thứ nó không ổn lắm, nên thôi đành ở nhà và hủy tour thôi. Chấp nhận chịu thiệt một xíu nhưng mà vì an toàn cho mọi người.